Ngày 31 tháng 5 năm 2016, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị liên kết các trung tâm xúc tiến du lịch giữa 16 tỉnh thành miền Bắc bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Cạn, Thái Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình. Tham dự hội nghị có ông Vũ Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch, ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch, ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Quảng Ninh. Hội nghị được tổ chức nhằm tập trung phân tích và đánh giá về sự liên kết phát triển du lịch giữa các trung tâm xúc tiến du lịch để tạo ra nguồn lực phục vụ công tác quảng bá phát triển du lịch, đề xuất các giải pháp liên kết du lịch, các sản phẩm và chuỗi sản phẩm du lịch phù hợp trong kế hoạch liên kết du lịch giữa các trung tâm. Các đại biểu đều nhấn mạnh các trung tâm xúc tiến du lịch ở miền Bắc cần đẩy mạnh hơn nữa việc liên kết xúc tiến quảng bá du lịch giữa các địa phương và vùng phụ cận, xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng có chất lượng, hấp dẫn du khách, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của mỗi địa phương. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ liên kết phát triển du lịch giữa các trung tâm thông tin xúc tiến du lịch. Theo đó, các bên cùng tham gia liên kết và nỗ lực thúc đẩy sự trao đổi thông tin về các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm đạt hiệu quả cao trong sự phát triển du lịch của các tỉnh, thành. Liên kết website để đăng tải thông tin, hình ảnh về tài nguyên du lịch, các dịch vụ du lịch, các sự kiện du lịch của các tỉnh, thành trên website của đơn vị mình nhằm mở rộng kênh quảng bá tới khách du lịch. Tham gia gian hàng xúc tiến quảng bá du lịch chung tại các liên hoan hội chợ về du lịch trong nước và quốc tế. Hỗ trợ trong các hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và kết nối, xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của vùng miền nhằm hướng tới sự đa dạng về nhu cầu của các thị trường khách du lịch.